Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 6 trang 13, bài 7, gấu con chơn vòn kiềng, sách cánh diều. Bài tập số 1, khi đọc nhan đề gấu con chơn vòn kiềng, em có suy đoán gì về nội dung của bài thơ? Vì sao em có suy đoán đó? Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này bằng cách chúng ta đọc lại nhan đề gấu con chơn vòn kiềng. Thì khi đọc nhan đề gấu con chơn vòn kiềng thì em có thể đoán bài thơ sẽ có cái nội dung đó là miêu tả và kể lại, kể về một chú gấu con có chân vòn kiềng. Và vì sao em đoán như vậy? Em đoán như vậy bởi vì em tưởng tượng ra hình ảnh chú gấu con chân vòn kiềng sẽ như thế nào. Như vậy các em sẽ trả lời là khi đọc nhan đề gấu con chân vòng kiềng. Em đoán bài thơ sẽ có nội dung miêu tả. Và kể về một chú gấu con. Có chân vòng kiềng. Em tưởng tượng ra hình ảnh chú gấu. Chân vòng kiềng sẽ như thế nào? Vâng vâng. Như vậy thì khi đọc nhan đề gấu con chơn vòn kiềng, em sẽ đoán bài thơ sẽ có cái nội dung miêu tả và kể về một chú gấu con có chân vòn kiềng, tưởng tượng ra cái hình ảnh chú gấu con chân vòn kiềng sẽ như thế nào. Rồi tiếp theo là câu số 2, tại sao gấu con lại chạy về mắt mẹ? Khi em gặp những chuyện tương tự như gấu con thì em sẽ chia sẻ với ai, vì sao? Thì ở trong bài gấu con chạy về mách mẹ bởi mẹ là người thân gần gũi với gấu con nhất, là người sẽ đem lại cho gấu con cảm giác an toàn, và còn vì mẹ chưa chê như thế với con bao giờ. Có lẽ ngoài việc tìm thấy cảm giác an toàn còn có một chút tò mò. Khi em gặp những chuyện tương tự như vậy thì em sẽ chia sẻ với bố, vì bố sẽ là người bảo vệ em và đứng về phía em khi em gặp nguy hiểm hoặc là hay gặp chuyện ngoài ý muốn. Thì các em có thể chia sẻ với bố hoặc mẹ hoặc là tất cả người thân ở trong gia đình của mình. Tiếp theo là bài tập số 3. Ngoại hình của gấu con trong cảm nhận của sáo và thỏ như thế nào? Điều này có ảnh hưởng gì đến gấu con?
thì ngoại hình của gấu con trong cảm nhận của sáo và thỏ là không đẹp. Chúng liên tục hò hét, chê bai và trêu chọc gấu con. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và cảm xúc của gấu con. Gấu con nói với mẹ rằng, vòng kiềng thật xấu hổ, con thà chết còn hơn. Cả khu rừng này chê, chân vòng kiềng xấu, xấu. Tiếp theo bài tập số 4, tại sao ở hai dòng thơ số 43 và 44, gấu con kêu hẳn nhắc đến chân vòng kiềng của mình và tự tin vào rừng đi dạo? Thì ở hai dòng thơ số 43 và 44, gấu con kêu hẳn nhắc đến chân vòng kiềng của mình và tự tin vào rừng đi dạo vì lúc này gấu con đã chấp nhận những cái khuyết điểm của bản thân. Bỏ qua sự mặc cảm tự ti ban đầu, cậu nhận ra chân vòng kiềng không phải là một đặc điểm xấu xí. Hơn nữa, dù là chân vòng kiềng nhưng ông nội của cậu là người giỏi nhất vùng. Cậu tự hào về gia đình, về chân vòng kiềng của bản thân. Rồi tiếp theo là bài tập số 5. Câu hỏi, theo em ngoại hình của một người có quan trọng không? Chúng ta có nên trêu chọc người khác về ngoại hình không? Vì sao? Thì các em sẽ liên hệ bản thân để mà trả lời câu hỏi này. Thì theo suy nghĩ của các em, ngoại hình của một người có quan trọng không? Chúng ta có nên trêu chọc một người khác về ngoại hình của mình không? Và các em sẽ giải thích là vì sao? Thì ngoại hình của một người là không quan trọng lắm. Thì các em có thể trả lời là ngoại hình của một người không quan trọng lắm. Nó không phải thứ quyết định nên bản chất của mỗi người. Chúng ta không nên trêu chọc người khác. Về ngoại hình vì điều đó khiến họ cảm thấy buồn. Không hòa nhập được với cộng đồng. Dần dần họ sẽ trở nên tự ti và cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Như vậy thì theo chúng ta thì ngoại hình của một người không quan trọng lắm. Nó không quyết định nên bản chất của mỗi con người. Chúng ta không nên trêu chọc người khác về ngoại hình, vì điều đó khiến họ cảm thấy buồn, không hòa nhập được với cộng đồng. Dần dần họ sẽ trở nên tự tin và cảm thấy chán ghét bản thân mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.